Hương Nhân xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali từ đây và chương trình chào buổi tối trên truyền hình Việt Nam do Hương Giang phụ trách và chào mừng quý vị đến với chương trình ngày tối ngày hôm nay đó là chương trình tối thứ ba ngày 26 tháng 7. À, Hương Giang xin lỗi tối hôm nay Hương Giang lên hơi trễ lý do là vào cuối giờ chiều ngày hôm nay, đầu giờ tối ngày hôm nay thì đã có một bản tin lớn từ tờ Washington Post và bản tin này nếu như tối tối hôm nay quý vị nào mở truyền hình lên hay là quý vị coi bất cứ những cái trang mạng nào dòng chính quý vị đều nghe tin tức này, tin tức này nói về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Lần này là đang tập trung vào ông Donald Trump. Đây là một bản tin lớn và đó là lý do mà em lên trễ trong chương trình ngày hôm nay bởi vì phải cover bản tin này trước khi lên đây. Nhưng mà trước khi đi vào bản tin chính, bản tin lớn như vậy thì Hương Ngang có một số tin tức Hương Ngang muốn chia sẻ với quý vị. Đầu tiên hết là cập nhật cái vụ người phụ nữ à, 37 tuổi vào à, phi trường ở Dallas, phi trường Love Field và bắn loạn xạ trên trần nhà. Quý vị biết vào ngày hôm nay thì nhà chức trách cho biết là đã chính thức cáo buộc hình sự người phụ nữ này. Và bên cạnh đó thì nhà chức trách cũng cho biết là người phụ nữ này có tiền án tiền sự rất là dài nào là tội cướp bắt nào là tội cướp phá nào là tội xâm nhập rất là nhiều nhưng mà một trong những lý do đó là người phụ nữ này được đánh giá là tâm thần không có ổn định cho nên không có khả năng đứng trước một cái cuộc xét xử à, và khi mà có một cái vụ mà khi mà cảnh sát và bắt giữ người phụ nữ này thì cô ta đã đưa một cái địa chỉ và địa chỉ này đó là tòa nhà tòa biệt thự của À, nhà của nhạc sĩ nhạc R&B rất là nổi tiếng đó là Chris Brown và cô ta tuyên bố cô ta là vợ của Chris Brown đó là lý do mà ngày hôm qua Hương Nhan chia sẻ với quý vị là trước khi mà xả súng loạn xạ trên trời lên trần nhà ở phi trường Love Field thì người phụ nữ này tuyên bố là cô ta đã cưới một ông chồng rất là nổi tiếng và người chồng này ngoại tình chính vì vậy mà cô ta muốn làm nổ tung cái nơi này và hương nhan có biết là có một số Quý vị đặt cái câu hỏi là tại sao người phụ nữ này là đem được súng vô phi trường. Như vậy quý vị nè, người phụ nữ này được thả xuống phi trường và vào ngay cái nhà vệ sinh thay quần áo và đi ra. Điều này có nghĩa là người phụ nữ này chỉ ở trong cái khu vực mà quý vị gọi là ticketing đó. Khi mà quý vị vào quầy để mà check in, để mà đổi vé, để mà kiểm tra, để mà uh, check in hành lý. Thì đó là cái khu vực mà quý vị chưa có đi qua kiểm tra an ninh. Cho nên ở cái khu vực này thì khó mà biết được là người phụ nữ này có mang súng hay mang vũ khí hay không. Đó là lý do mà hướng nhau đưa bản tin này chia sẻ với quý vị đầu tiên để nhân tiện giải thích cho quý vị hơn. Nhân tiện, ngày hôm nay quý vị biết là CNN là hãng truyền thông đầu tiên đã loan tin là chánh thẩm Tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, ông John Roberts đã cố gắng hết sức mình để thuyết phục một số thẩm phán bảo thủ để ông cố gắng giữ lại cái phán quyết về phá thai đó là phán quyết liên quan đến Roe v. Wade từ năm 1973. Nhưng mà điều gì, chuyện gì đã làm cho cái nỗ lực của ông John Roberts thất bại mà gọi là thất bại thảm hại? Đó là cái vấn đề cái dự thảo phán quyết của tối ca pháp viện liên quan đến vấn đề phá thai đã bị rò rỉ ra ngoài hồi tháng 5 vừa qua. Và quý vị biết là truyền thông cho biết, CNN cho biết là tránh thẩm John Roberts đã biết được là tờ Politico đã có trong tay cái bản dự thảo này khoảng một tuần trước khi mà tờ báo tung cái tin này ra. Lý do mà tại vì sao mà cái nỗ lực của ông John Robert nó bị thất bại, bởi vì một khi mà tung ra như vậy, một khi mà bản dự thảo này tung ra được công khai như vậy, thì công chúng đã biết được quan điểm của các nhà, à, của các thẩm phán tối cao pháp viện mà cụ thể ở đây đó là uh, Brett Kavanaugh và người thứ hai thẩm phán thứ hai mà ông John Robert tìm cách thuyết phục đó là bà Amy Brett nhưng mà quý vị biết khi một khi mà cái cái dự thảo này tung ra ngoài rồi thì có cái sự áp lực từ công chúng. Đó là lý do mà cho đến giờ có rất là nhiều câu hỏi đặt ra. Rõ ràng là ở đây có cái chuyện có rõ ràng là một cái chiến lược chứ không phải là tình cờ một ai đó một luật sự một nhân viên tối cao pháp viện nào đó vô tình làm rò rỉ cái bản dự thảo này ra cái cái gì, thưa quý vị cái giả thuyết này trước đây cũng đã được đặt ra Nhưng mà bây giờ chúng ta có một cái sự khẳng định rõ ràng hơn Là có ai đó lo sợ rằng là ông John Robert có thể thuyết phục được Một số một vài thẩm phán tối cao pháp viện Tức là có cái sự trao đổi qua lại Anh bỏ phiếu thuận đối với cái vụ này thì lần sau vụ sau anh sẽ có cái lá phiếu của tôi. Cái chuyện này nó diễn ra một cách thường xuyên không có gì lạ ở tối cao pháp viện. Và ông John Robert đang tìm mọi cách thuyết phục Brett Kavanaugh. Và nhân vật thứ hai như Hương Anh nói đó là Amy Barrett. Và một người nào đó lo sợ rằng John Robert sẽ thành công. Chính vì vậy mà đã tông cái dự thảo này ra và dùng áp lực công chúng để cho các thẩm phán tối cao pháp viện giữ nguyên lá phiếu của mình đúng như trong cái thời gian mà cái thủ tục đang trong cái thời gian mà dự thảo được lập nên và như vậy thì bây giờ chúng ta có một cái phán quyết đảo ngược về Roe v. Wade và bây giờ quý vị biết là càng ngày càng có thêm các tiểu bang khác theo chân những tiểu bang như Texas, những tiểu bang như Mississippi và hiện nay thì Indiana, họ đã các nhà lập pháp của tiểu bang này đang tranh luận về đưa ra một cái luật mà được xem là coi như là cấm phá thai hoàn toàn. Và bên cạnh đó thì có những người phụ nữ họ đã gặp Thưa quý vị, họ không có phải là muốn phá thai nhưng mà có những cái vấn đề y tế thì bây giờ họ đang vấp phải cái luật chẳng hạn như mới đây một cặp vợ chồng đã kể lại cái câu chuyện của họ là họ gặp khó khăn như thế nào khi mà phải chọn lựa là giữ đứa con hay là cái tính mạng của người mẹ và cuối cùng họ bị cái luật chống phá thai ở tiểu bang Texas cản trở. Bây giờ chúng ta di chuyển sang một cái bản tin khác. Bản tin này là bản tin nối tiếp những gì mà Ủy ban đặc biệt Hạ viện tổ chức phiên điều trần lần thứ 8 vào tuần trước và ngày hôm qua thì chúng ta thấy là bà Elaine Luria là ủy viên là dân biểu của dân chủ từ tiểu bang Virginia đã công bố những cái đoạn băng đoạn băng cho thấy là ông Donald Trump đã dùng cái cây Sharpie, dùng cái handwriting của mình chữ viết tay của mình đã chỉnh sửa cái bài phát biểu ngày 7 tháng 6 như à, ngày ngày 7 tháng 1 năm 2021 như thế nào và xóa bỏ ra làm sao và có lời khẳng định lời khai của Ivanka Trump khẳng định đó là chữ viết tay của bố mình và Jay Kushner thì không hiểu được là tại sao ông Donald Trump đã chỉnh sửa những cái câu mà lên án bạo lực lên án bạo động và ngày hôm qua Hương Giang đã chia sẻ với quý vị sở dĩ mà các cộng sự của ông Donald Trump các viên chức các cố vấn cao cấp của ông Donald Trump muốn ông Donald Trump ngày 7 tháng 1 tức là một ngày sau cái vụ bạo động điện Capitol có những cái tuyên bố mạnh mẽ và giữ khoảng cách với vụ bạo động này bởi vì chỉ trích làn sóng chỉ trích đang gia tăng chỉ trích trong nội bộ Cộng hòa chỉ trích ông Donald Trump lãnh đạo Cộng hòa chỉ trích ông Donald Trump và nội các của ông Donald Trump thì tính đến chuyện là dùng tu chính án thứ 25 để trút phế ông ta và ngày hôm nay thì bà Luria tiếp tục công bố những cái băng hình cho thấy là ông Donald Trump còn xóa, còn bôi xóa, còn chỉnh sửa cái bài phát biểu này nhiều hơn nữa. Nhưng mà quan trọng là ngày hôm nay bà Len Luria tiếp tục đưa ra những cái đoạn băng và đoạn băng này là lời khai của cựu tạm quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp à, ông Chris Mueller. Ông Chris Mueller trong cái phần khai của mình đã khẳng định là bộ quốc phòng Ông không nhận Bất cứ một cái chỉ thị nào Một cái mệnh lệnh nào Từ ông Donald Trump Là phải điều Phải điều Phải triển khai binh sĩ Bảo vệ Điện Capitol Ngày 6 tháng 1 Chúng ta còn nhớ là rất là nhiều lần Ông Donald Trump tuyên bố Là ông đã yêu cầu Bà Nancy Pelosi Điều uh, điều hoặc là triển khai vệ binh quốc gia để bảo vệ điện cấp thôi. điều 10.000 quân nhân bà bà Nancy Pelosi thì bác bỏ bởi vì bà không có muốn hình ảnh như vậy rất là tệ chúng ta nghe nhiều điều này rồi nhưng mà trong một cái trong một cái ý kiến mà ông Donald Trump đăng vào ngày 9 tháng 6 năm 2022 trên mạng xã hội của mình Truth Social thì ông còn nói mạnh hơn nữa tức là vào ngày hôm đó chúng ta có cái phiên điều trần của Ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol. Và ông Donald Trump đã lên trên đó chỉ trích Ủy ban, ông bảo Ủy ban không đặc biệt vào ngày hôm nay đã biết được là tôi với tư cách là một tổng thống đã yêu cầu, đã đề nghị là triển khai lên đến 20.000 vệ binh quốc gia không phải 10.000 nữa mà 20.000 vệ binh quốc gia hoặc là binh sĩ đến địa capital bởi vì tôi có cảm giác là vào hôm ngày hôm đó đám đông sẽ rất là lớn nhưng mà cái con mẹ Nancy Pelosi điên khùng đã bác bỏ phản đối bởi vì bà ta không có muốn nhìn thấy như vậy và ngay cả thị trưởng của DC cũng vậy nếu mà người ta làm như vậy thì làm gì có ngày 6 tháng 1 và cái lời khai của ông Chris Miller nó mâu thuẫn với cái tuyên bố của ông Donald Trump Donald Trump thì lâu nay nói láo nó láo một cách trắng trợ thì bây giờ quý vị biết cái lời khai của ông Chris Miller nó rõ lắm nói là ông không có nhận được bất cứ chỉ thị nào mệnh lệnh nào hoặc bất cứ có bất cứ một cái kế hoạch nào như vậy. Rõ ràng chúng tôi có kế hoạch điều quân, nhưng mà đây chỉ là kế hoạch dự phòng. Không có một cái yêu cầu chính thức nào, không có một cái mệnh lệnh chỉ thị nào. Mà đây không phải là nhân chứng đầu tiên. Chúng ta nhớ là chúng ta đã có lời khai Ủy ban đặc biệt Hạ Việt, đã có lời khai của Kay Kellogg là cố vấn an ninh quốc gia của ông Mike Pence. Chúng ta có lời khai của Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, rằng ông Donald Trump không có yêu cầu hay ra bất cứ chỉ thị nào cho Bộ Quốc phòng, cho Bộ Nội an hay là những cái cơ quan thực thi công lực điều quân chuẩn bị đối phó trong cái ngày 6 tháng 1. Mà cuối cùng là ai? Cuối cùng chính là Mike Pence. Khi mà bạo động xảy ra như vậy, Mike Pence đã nhấc máy gọi điện thoại cho Bộ Quốc phòng yêu cầu triển khai vệ binh quốc gia, yêu cầu điều binh đến để dẹp loạn. Mike Pence mới là người làm như vậy. Và Mark Meadows đã làm gì? Yêu cầu là tướng Mark Milley phải chuyển thay đổi cái câu chuyện không có nói là mai Pence ra lệnh như vậy mà phải nói làm sao để ông Donald Trump cho thấy ông Donald Trump vẫn nắm quyền kiểm soát. Và trong cái phần lời khai của mình tướng Mark Milley bảo rằng ông là một vị tổng tư lệnh tôi là nói đến ông Trump, ông là một vị tổng tư lệnh. Ông biết là đang có khủng hoảng, đang có tấn công tại điện Capitol mà ông không có làm gì cả. Ông không có gửi gọi điện gửi yêu cầu gửi viện bên ông không có làm gì cả chỉ là một con số không và bây giờ Donald Trump thì bị ông thì bị vạch trần nhiều lần rồi lần này ông bị vạch trần rõ ràng như vậy nhưng tiện nói về ông Donald Trump Donald Trump vào ngày hôm nay lần đầu tiên đã Quay trở lại DC kể từ khi hết nhiệm kỳ Kể từ khi vào ngày 21 tháng 1 Khi mà tổng thống Joe Biden nhậm chức Thì ông và bà vợ là bà Melania Trump Cùng với một toán cố vấn đã âm thầm lên phi cơ Và về dân cơ Malargo của mình ở tiểu bang Florida Ngày hôm nay là ngày đầu tiên ông quay trở lại Kể từ ngày hôm đó ông quay trở lại Ông tham dự một cuộc hội nghị thượng đỉnh diễn ra hai ngày do một cái tổ chức gọi là tổ chức First America Policy, tổ chức chính sách nước Mỹ trên hết. Và tổ chức này là tổ chức nghiên cứu phân tích về chính sách do một số cố vấn của ông Donald Trump, cựu cố vấn của ông Donald Trump đã lập nên. Và ông ta được mời tới có bài phát biểu ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng có một cái sự tương phản bởi vì vào ngày hôm nay không chỉ ông Donald Trump có bài phát biểu trong một cái phòng họp một cái kháng phòng họp của một cái khách sạn cũng ở DC và nói trước những cái cái quý vị biết là cái cuộc họp hội nghị thượng đỉnh vào ngày hôm nay và ngày mai đó nó không có được cho công chúng vào chỉ có những người nào có giấy mời mà thôi nhưng mà nó được truyền trực tiếp ở trên mạng Donald Trump nói về gì Donald Trump nhấn mạnh đến luật pháp và trật tự ông ta nhấn mạnh đến sự thất bại của dân chủ về mặt luật pháp về mặt an ninh cho công chúng tỷ lệ tội phạm tăng và ông Donald Trump nhắc đến việc cảnh sát Ông ca ngợi cảnh sát Nhưng mà ở đây chúng ta có một cái dấu hỏi Vào ngày 6 tháng 1 khi mà ông Tân ngồi trước truyền hình hơn 2 tiếng đồng hồ Xem cảnh sát bị đánh đập Xem cảnh sát điện Capitol bị những người ủng hộ ông ta tấn công Và cố tình không có làm gì cả Cố tình án minh bất động Thì bây giờ đưa ra lời ca ngợi cảnh sát Và ông cũng không tiếc lời không tiếc lời chỉ trích ủy ban đặc biệt hạ viện bảo rằng người ta đang tìm cách mọi cách làm hại tôi và Donald Trump cũng nói về tiếp tục tuyên truyền tiếp tục cái bài gian lật bầu cử cái bài bảo rằng là ông ta thất cử tôi ra tranh cử lần thứ nhất tốt lần thứ hai tái tranh cử còn tốt hơn nữa nhưng mà cuối cùng và ông ta bảo là đó chính là vì Bầu cử bị lũng đoạn Trong khi đó cũng tại một kháng phòng của một khách sạn cách đó không xa Mike Pence có một bài phát biểu trước sinh viên và trước một số những người thuộc bảo thủ Và cái bài phát biểu của Mike Pence nó hoàn toàn hướng về tương lai Trong khi ông Donald Trump tập trung vào gian lận bầu cử tập trung vào năm 2020 Mike Pence tập trung vào tương lai Mike Pence bảo rằng mặc dù ông ta cố gắng giữ cái khoảng cách với ông chủ cũ của mình nhưng mà ông ta khẳng định là những cái quan điểm về chính sách thì ông ta không có khác biệt với đối với ông Donald Trump nhưng mà đây là lúc mà chúng ta nên nhìn về tương lai chứ không có nhìn về quá khứ nữa và ông Donald Trump vào ngày hôm nay một lần nữa tỏ dấu hiệu là sẽ ra tái tranh cử vào năm 2024 và cũng nói về ông Donald Trump cái bản tin lớn của Bộ Tư pháp mà tờ đầu tiên đó là tờ Washington Post họ có bốn nguồn tin họ viết bài này họ loan tin này dựa vào bốn nguồn tin bản tin lớn mà nó khiến cho Hương Giang lên chương trình trễ vào ngày hôm nay chuyện gì ngày hôm nay đó khi mà ông Donald Trump có bài phát biểu thì cũng lúc đó NBC họ đã tung ra một trích đoạn phỏng vấn ông Merrick Garland, tổng trưởng tư pháp. Và trong cái trích đoạn này, quý vị biết là vào tối ngày hôm nay thì NBC họ đã phát sóng toàn bộ cái cuộc phỏng vấn đối với ông Merrick Garland. Nhưng mà cái đoạn trích đoạn ngày hôm nay nó rất là có giá trị. Đối với những người nào bây giờ lâu nay đang mòn mỏi chờ đợi xem thử là liệu bộ tư pháp có điều tra ông Donald Trump hay không. Thưa quý vị, bản tin của Washington Post cho biết Bộ Tư pháp đang điều tra ông Donald Trump, đang điều tra những hành động của Donald Trump. Bây giờ, Merrick Garland trong cái trích đoạn của NBC, ông nói gì? Ông, ông tuyên bố, thưa quý vị, ông tuyên bố là Bộ Tư pháp theo đuổi công lý không thiên vị và không chịu áp lực hay ảnh hưởng bất cứ áp lực hay ảnh hưởng nào từ bên ngoài và chúng tôi sẽ buộc bất cứ ai chịu trách nhiệm những cái sự kiện chung quanh ngày 6 tháng 1 hay bất cứ ai bất cứ cái nỗ lực nào can thiệp vào thủ tục của chính phủ của một chính phủ chuyển giao cho chính phủ kế nhiệm chúng tôi bắt những người này Buộc những người này phải lãnh trách nhiệm hình sự Phải lãnh trách nhiệm về pháp lý Mấy ngày trước thì Merrick Garland tuyên bố Ở nước Mỹ của chúng ta không có ai đứng trên luật pháp Thì làm nhiều người đã bắt đầu thưa quý vị Thấy một cái tia hy vọng Và bây giờ với lời tuyên bố của ông trên NBC Thì chúng ta thấy rõ ràng cái quan điểm rất là cứng rắn Và khi sướng ông Viên Tức là ký giả của NBC Nhắc lại một lần nữa và bây giờ chúng ta có một cựu tổng thống và chúng ta có thể cựu tổng thống này có thể là ứng cử viên tổng thống nữa. Thì cái vấn đề này nó có những cái nhạy cảm về chính trị. Vậy liệu ông có thay đổi cái schedule, cái lịch trình của mình hay không? Ông có thay ông có tiếp tục hay là ông sẽ dừng lại? Câu hỏi rất là hay. Tức là ở đây có sự chất vấn hỏi sâu thêm trả lời Merrick Garland trả lời một lần nữa tức là ông nhắc lại cái câu ông vừa nói một lần nữa chúng tôi theo đuổi công lý không thiên vị hay không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ bên ngoài chúng tôi sẽ buộc những người chịu trách nhiệm những cái sự kiện chung quanh ngày 6 tháng 1 những cái nỗ lực can thiệp cản trở thủ tục của chính phủ chúng tôi buộc những người này phải lãnh trách nhiệm về pháp lý. Ông nhắc lại chắc như đinh đóng cột. Thì bây giờ chúng ta thấy cái quan điểm của Bộ Tư pháp là như vậy. Rõ ràng, ông Merrick Garland cho thấy là nếu như mà có đầy đủ chứng cớ, ông bảo rằng Ủy ban đặc biệt Hạ viện họ giao chứng cớ cho Bộ Tư pháp và sẽ có những cái chứng cứ khác Bộ Tư pháp sẽ nhận được. Nhưng mà cho đến giờ chúng ta không biết là cái vấn đề là vấn đề là Ủy ban đặc biệt Hạ viện họ không có cái thẩm quyền truy tố hình sự, họ chỉ có có thể là đề nghị Bộ Tư pháp truy tố hình sự. Cái quyết định nằm trong tay của ông Merrick Garland. Ông bảo ông tôn trọng ông tôn trọng ủy ban đặc biệt hạ viện mặc chú vị biết là ngay trong ủy ban đặc biệt hạ viện bây giờ họ cũng chia họ cũng chia rẽ về vấn đề là có nên đề nghị truy tố hình sự ông Donald Trump hay không bởi vì chứng cứ thì nó quá nhiều rồi như vậy Merrick Garland đưa ra cái tuyên bố là không có ai đứng trên luật pháp Bộ Tư pháp không loại trừ khả năng sẽ truy tố ông Donald Trump nếu như có đầy đủ chứng cứ nếu những cái chứng cứ họ có được trong tay cuộc điều tra của họ nó dẫn đến ông Donald Trump. Đó là cái tuyên bố của Merrick Collins Bây giờ quay trở lại, quay trở lại cái bài, cái bản tin của Washington Post. Quý vị biết là Washington Post như Hương Nhân nói họ dựa vào bốn nguồn tin. Và bốn nguồn tin này cho họ biết trong những ngày vừa qua trong thời gian gần đây các công tố viên Bộ Đại bồi thẩm đoàn của Bộ Tư pháp Đại bồi thẩm đoàn mà điều tra vụ bạo động Điện Capitol ngày 6 tháng 1 cho đến nay họ đã truy tố hơn 840 người đã xông vào Điện Capitol. Và chúng ta nhớ là ngày trước đây, đó, không nhớ chính xác là mấy tháng, nhưng mà ông Merrick Holland tuyên bố là họ sẽ đi đến tận cùng kể cả những người không có xuất hiện tại Điện Capitol mà bây giờ chúng ta biết là đã có những người như vậy đã bị truy tố rồi. Chúng ta biết là vào thứ sáu tuần trước có hai nhân vật và cho đến bây giờ là đây là hai nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ của ông Donald Trump. Đó là động lý của ông Mike Pence, đó là cố vấn pháp lý của ông Mike Pence. Ông Mark Short và ông Greg Jacob, hai người này đã ra điều trần lấy lời khác trước đại bồi thẩm đoàn của Bộ Tư pháp vào thứ sáu tuần trước. Chúng ta biết điều này. Và theo các nguồn tin cho biết là trong những ngày vừa qua, các công tố viên họ tập trung họ dành hàng giờ để họ đặt những cái câu hỏi đối với các nhân chứng tức là họ tống ra một loạt các đòi mới tống ra một loạt những cái chát khám xét mới và họ dành hàng giờ để thẩm vấn các nhân chứng kể cả Greg Jacob kể cả Mark Short về những cái câu hỏi gì thưa quý vị họ tập trung vào những cái trao đổi của các nhân chứng với ông Donald Trump, với luật sư của ông ta, với những cái người trong vòng thân cận của ông Donald Trump về vấn đề tìm cách thay thế đại cử tri ở những tiểu bang tranh chấp như thế nào. Đó là chủ đề đầu tiên. Chủ đề thứ hai, các công tố viên tập trung thẩm vấn là cuộc họp được ông Donald Trump chủ trì vào ngày 18 tháng 12 năm 2020 và vào đầu tháng 1 năm 2021. Và vào chiến dịch gây áp lực với cựu phó tổng thống Mike Pence, rồi những cái chỉ dẫn mà ông Donald Trump đưa ra yêu cầu các luật sư, các cố vấn về vấn đề cử tri giả, cũng như là đặt câu hỏi về mức độ ông Donald Trump đã dính líu đến nỗ lực lên danh sách nỗ lực đại cử tri giả do các luật sư ở bên ngoài chẳng hạn như là John Eastman hay là Rudy Giuliani như thế nào. Đó là những câu hỏi mà các công tố viên tập trung hỏi các nhân chứng. Như vậy mới ngày hôm qua hương dương chia sẻ quý vị là chúng ta chưa biết chúng ta không biết là đại bồi thẩm đoàn các công tố viên của bộ tư pháp đã hỏi Greg Jacob đã hỏi Markson những gì bây giờ chúng ta có thể hiểu được có thể thấy được là họ đã đặt những cái câu hỏi nào và bên cạnh đó tờ Washington Post cũng loan tin là vào tháng 4 năm 2022 tức là tháng 4 vừa rồi đó công tố viên đã nhận được hồ sơ điện thoại của các viên chức cao cấp của các cố vấn cao cấp của ông Donald Trump trong đó có Mark Meadows như vậy, đây là những cái diễn biến mới. Lý do tại sao? Tức là cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp lâu nay nó im lìm. Chính vì vậy mà nhiều người ở bên ngoài, họ mất kiên nhẫn. Bảo ông Merrick Garland không có chịu làm gì cả, bây giờ chứng cỡ. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là Bộ Tư pháp họ đã điều tra từ ngay cả trước khi mà ủy ban đặc biệt hạ viện họ tổ chức những cái phiên điều trần công khai ủy ban đặc biệt hạ viện tổ chức những cái phiên điều trần công khai từ tháng 6 qua đến bây giờ trong khi đó cái cuộc điều tra của bộ tư pháp âm thầm nhưng mà họ đã thu thập được chứng cớ chúng ta biết là lâu nay chúng ta biết bộ tư pháp mở cái cuộc điều tra về đại cử tri giả bộ tư pháp quan tâm đến John Eastman đến Rudy Giuliani nhưng mà đây là lần đầu tiên. Vào tối ngày hôm nay lần đầu tiên công chúng biết được là cái mức độ mà các nhà điều tra của Bộ Tư pháp quan tâm đến việc ông Donald Trump đã dính líu đến những cái nỗ lực này như thế nào, quan tâm đến những cái hành động của ông Donald Trump trước và trong ngày bạo động xảy ra. Đó là diễn biến mới. Điều này chúng ta chưa biết và điều này nó cho thấy là cái cuộc điều tra của bộ tư pháp nó đang được mở rộng và nó đang được đào sâu và nó đang được tăng cường nhưng mà quý vị biết cái điểm mấu chốt ở đây là như vậy bất kể cái cuộc điều tra nào mà chung quanh nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử đều phải hướng về tức là đều phải hướng về vấn đề một cái vấn đề phức tạp nó không phải đơn giản một vấn đề về hoạt động chính trị được tu chính án thứ nhất tức là quyền tự do ngôn luận bảo vệ tức là khi nào thì phát biểu của một người tức là phát biểu của một người có thể trở thành một âm mưu đảo chính đó là cái vấn đề tức là bất kể cuộc điều tra nào đi chăng nữa thì phải nhắm vào cái trả lời được cái câu hỏi này và các nhà điều tra khi các nhà điều tra của bộ tư pháp khi mà điều tra cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử thì họ muốn tìm hiểu là ít nhất ông donald trump đã bảo luật sư của mình đã bảo các cố vấn của mình phải làm gì đó là điều mà các nhà điều tra họ đang muốn tìm hiểu nhưng mà để được như vậy tại sao bây giờ chúng ta thấy lý do tại sao mà cái cuộc điều tra này bây giờ nó đang tiến gần với ông Donald Trump có hai cái con đường thứ nhất là tập trung vào âm mưu đầy tham vọng hay là âm mưu cản trở thủ tục chính thức của chính phủ đó là thủ tục chuyển giao quyền lực đó là cái thủ tục mà à, kiểm tra phiếu cử tri đoàn và chúng ta biết là bộ tư pháp đã truy tố một số cá nhân mà trong đó có hai lãnh đạo của hai tổ chức da trắng cực à, cực đoan đó là Stewart Rhodes và Enric Tarrio. Đó là hai người này, hai nghi can này bị cáo buộc là âm mưu cản trở thủ tục chính phủ ở phủ. Một cái con đường thứ hai dẫn đến ông Donald Trump, đó là kế hoạch cử tri giả. Gây áp lực bộ tư pháp và đưa ra những cái tuyên bố sai trái về gian lận bầu cử tràn lan. Và quý vị biết đó là hai cái con đường, đó là hai cái lý do chính quan trọng nhất đã dẫn các nhà điều tra đến ông Donald Trump. Và bây giờ với cái bản tin từ Washington Post thì ông Donald Trump lại thêm một cái gánh nặng lo lắng. Ngoài cái lo lắng mà lâu nay bảo rằng nếu như thực sự mà Donald Trump có một cái vấn đề pháp lý thì là từ cái cuộc điều tra của bà Fanny Willis biện lý quận Phu Thân ở tiểu bang rõ ra nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rõ ràng cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp không phải lâu nay họ không làm gì không phải lâu nay họ không án binh bất động và nhiều làm cho nhiều người bất mãn thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng cuộc điều tra này âm thầm diễn ra lý do tại sao lý do là tại bộ tư pháp những cái cuộc điều tra hình sự về một yếu nhân về một chính trị gia thông thường được giữ kín một cách chặt chẽ và thưa quý vị đây là bản tin lớn trong phần tin ngày hôm nay nhưng mà ngoài ra còn có một số bản tin khác hương nhân cũng muốn chia sẻ với quý vị đó là vào ngày hôm nay ông benny thompson ông là chủ tịch ủy ban đặc biệt hạ viện điều tra vụ bạo động điện cấp thôi nhưng đồng thời ông cũng là ủy ban nội an của hạ viện ông chủ tịch ủy ban nội an của hạ viện và ông cùng với bà chủ tịch ủy ban giám sát và cải tổ hạ viện đó là bà Karen uh, Malini hai người này đã gửi một cái bức thư yêu cầu là thay đổi yêu cầu là ông tổng thanh tra bộ nội an tức là ông Joseph uh, Kofi phải rút khỏi cái cuộc điều tra của mình lý do tại sao họ cho rằng ông này có vấn đề và ông này đã vi phạm cái đạo luật tổng thanh tra. Khi mà Joseph Coffrey phát giác ra là mật vụ cơ quan mật vụ đã xóa những cái tin nhắn mà như ông đã yêu ông ta đã yêu cầu thì ngay lập tức theo đạo luật tổng thanh tra ông ta phải báo cáo lên lãnh đạo của công của cơ quan này tính là, chính là ông bộ trưởng bộ nội an là ông mày Mayokas. Nhưng mà ông tổng thanh tra Bộ Nội An không hề báo cho ông Mayokas. Mayokas không biết gì cả. Đó là lý do đầu tiên mà các nhà lập pháp đưa ra. Thứ hai, ông ta đã giấu nhạm chuyện này. Cho đến khi mà không giấu được nữa, cho đến khi phải bục ra thì mới đây ông ta mới thông báo cho các nhà lập pháp biết là tình trạng như vậy, như vậy đó xảy ra tại cơ quan mật vụ. Và hai nhà lập pháp này, hai chủ tịch ủy ban này yêu cầu hội đồng tổng thanh tra bổ nhiệm một tổng thanh tra khác nhảy vào cuộc điều tra việc làm của cơ quan mật vụ. Thay vào đó, họ yêu cầu ông Joseph Curry, tổng thanh tra của Bộ Nội an rút lui. Liệu không biết là cái yêu cầu của các nhà lập pháp có được thực hiện hay không, nhưng mà chắc chắn hội đồng thành tổng thanh tra họ phải vào cuộc bởi vì đây là một cái vụ lớn. Bên cạnh đó vào ngày hôm nay có một đoạn băng cho rằng bà Nancy cho rằng là tối cao pháp viện vừa rồi mới tí một cái phán quyết à, luận tội bà Nancy Pelosi. Quý vị biết là cái đoạn băng này 10 phút, đây là một thuyết âm mưu mới. Hương Nhâm muốn chia sẻ với quý vị là để cho quý vị biết là quý vị nào tình cờ xem được hoặc đọc được, nghe được cái bản tin này. Thì đây là một bản tin hoàn toàn sai trái trong một cái đoạn băng 10 phút mà trong đó thực sự không có gì cả chỉ uh, cắt ghép những hình ảnh của các thượng nghị sĩ các nhà lập pháp cộng hòa và bảo rằng là tối cao pháp viện đã ký một phán quyết luận tội bà Nancy Pelosi. Quý vị nhớ, tối cao pháp viện không có thẩm quyền luận tội, chỉ có quốc hội mà cụ thể ở đây là hạ viện Hoa Kỳ mới có thẩm quyền luận tội, một ai đó mà thôi. Thứ hai, thành viên của quốc hội Hoa Kỳ không bị luận tội đó là những cái điểm, những cái kiến thức căn bản mà quý vị cần nên nắm để khi mà quý vị đọc nghe xem những cái tin này thì quý vị biết đó là bản tin giả và cái 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 bản tin này nó cho biết sở dĩ tối cao pháp viện à, luận tội bà Nancy Pelosi bởi vì trong cái laptop của Hunter Biden là chỉ ra bả và thưa quý vị ngày hôm nay bản tin cuối cùng ngôi sao bóng rổ của Hoa Kỳ đó là cô Brittany Griner à, đã ra à, hầu tòa, đã ra làm chứng, tức là ra lấy lời khai trong cái phiên xét xử mang theo chất à, bị cấm, tức là ở đây là ma, ma túy ở Nga và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang tìm mọi cách nỗ lực để đưa vận động viên này lại về nước. Và thưa quý vị, thời gian của quý hương nhân đã kéo dài rồi và không thể nào chia sẻ với quý vị thêm tin tức nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của hương giang kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại